Chào bác, như hôm nay cửa hàng nông ngư cơi anh Thư giới thiệu cho anh em một cái lô máy cưa xích Nhật bãi này, một lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Đấy, bên em có bán hàng giao hàng toàn quốc nhá, miễn ship toàn quốc cho bác nhá, miễn phí ship toàn quốc cho bác nhá. Tối đa cửa hàng bên em là 0969333463. Thì số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, có sử dụng Zalo nhá. Đó, lô này sẽ là lô DX này, sẽ lô này sẽ có máy Đức và máy Nhật nhá, máy Đức và máy Nhật đó. Con này thì là DX1 con Makita tay cụt này, 42 con Makita tay dài Estin nhá. Sách đu men này, sách đu men này. Con này là con ba con Shinowa này, ba con Shinowa rất là đẹp nhá. Rồi. Bác nào xem clip thì vui lên cho cửa hàng xin like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Thì khi bác mua hàng em, cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có một cái tuýp này và một cái rũa nhá. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Giới thiệu chi tiết cho bác luôn nhá. Thì đầu tiên, giới thiệu cho anh em một cái đầu máy nhá. Một cái xác máy này. Con này thì em bao hơi, bao lửa cho anh em. Bao hơi, bao lửa cho anh em nhá. Con này con tay cụt Zilby này. Con này của nó là 29cc, nòng tầm 36 ly. Thì thích hợp cho anh em là cắt củi, cắt tỉa cành nhá. Tỉa cành trên cao, đó, leo trèo cây. Con này thì máy nó có trợ lực, có bơm xăng phụ nhá. Máy con này thì bao hơi nhá, bao nòng, bao điện cho anh em về làm nhá. Đấy, các bác nào mà thợ thuyền hay các bác nào biết làm về một chút về máy, các bác về bác làm lại cái bình xăng con là nổ ok thôi, chứ còn máy móc thì duy nguyên bản, bao hơi bao điện cho anh em nhá. Đấy, con này thì bán anh em giá chỉ được 1 triệu đồng thôi, bao phí ship đến tận nhà nha các bác nhá. Ok, tiếp theo con DX, giới thiệu chi tiết luôn cái lô cương ngày hôm nay. Con DX1 này, con DX1 là con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con này máy sản xuất tại nội địa Nhật Bản nha các bác nhá. Con này là ta Makita tay cụt này. Con này là 28cc, nòng tầm 37 ly các bác nhá, nòng 37 ly. Con này thì máy chạy cực kỳ bốc luôn, cực kỳ bền và đặc biệt máy cực kỳ nhạy nổ, có trợ lực nhá. Đấy. Làm Makita, làm zin nhá. Làm con này làm 35, xích là xài xích chuột này, xích mini. Đây, made in Japan này các bác nhá. Made in Japan cho bác này. Đó. Ok, trọng lượng con này là tầm 4,5 kg nhá, máy chạy cực kỳ loại xăng, rất là bền, rất là nhạy nổ nhé. Test nổ con DX1 cho bác giá chỉ là 1.600.000. Ok, con này giá là 1.600.000 nhá. Rồi DX2. DX2 này là con đế từ thương hiệu Makita. Con này Makita, con này phiên bản màu vàng cam nhá, rất là đẹp. Con này Makita tay dài. Con này thì máy sản xuất tại thị trường của Đức nhá. Sản xuất tại Đức, xuất sang thị trường Nhật Bản này. Con này là 33cc, nòng tầm 38 ly nhá, thích hợp cho anh em các gia đình. Con này là xài nóng đứng này, cực kỳ lợi xăng cho bác. Lam con này lam 35, xích là xài xích chung 91 nhá. Lam 35 lam zin luôn. Xích là xài xích chung 91, máy rất là đẹp, hàm rồng hàm riêng này. Mới nguyên nhá. Đó. Con này thì có bơm xăng phụ này, có van xả áp cho anh em nhá, có bơm xăng phụ, van xả áp. Trọng lượng máy chỉ là 4,5 cân thôi. Rất là thích hợp cho anh em cắt củi gia đình. Đó, con số 2 này bán anh em giá chỉ là 1.500.000 bao ship. Test nổ đây. Đó. Rồi. Ok, con số 2 giá chỉ là 1.500.000 bao phí ship nhá. Tiếp theo số 3. Số 3 này cũng làm con đến từ thương hiệu của Makita nhá. Con này thì mã của nó này, mã của nó là MD400. Con này là 40cc luôn nhá, 40cc trong con máy nòng đứng cắt gia đình nhá. Con này thì hệ cắt gia đình, con này cũng sản xuất tại thị trường của sản xuất tại Đức nhá. Sản xuất tại Đức xuất sang thị trường Nhật Bản này. Con này thì có van xả áp nhá. Có van xả áp, có bơm xăng phụ này. Đấy, lam con này là lam 30, xích là xài xích 91 cho các bác nhá. Xích là xài xích 91. Đấy. Hàm rồng hàm riêng này, đó. Ok, test nổ tiếng máy con số 5, con này giá là 1.500.000. Con số 3.
Con số 3 này giá chỉ đồng 1.500.000, bao phí ship nhá. Dòng này cắt thì rất là lợi xăng, máy nòng đứng rất là dễ dùng. Rồi, DX4. DX4 này là con máy đến từ thương hiệu Estin. Estin của sản xuất tại Đức nhá, xuất sang thị trường Nhật Bản cho anh em Nhật Bản xài. Đấy, bây giờ xuất sang Việt Nam, máy chạy rất là bền. Con này, đặc biệt con này là Estin 010 của con tay dài. Nó được trang bị cái dung cái công suất của máy nhá, nó là 41cc. Dung tích xi lanh của động cơ là 40 ly. Đó, 40 ly. Rất là mạnh luôn. Con này con tay dài. Con này ngoài các bác cắt gia đình, các bác đi mang đi cắt keo xoan xích thoải mái luôn ạ. Con này thì lam của nó lên tới 45cm đường kính lưỡi cắt nhá. Xích là xài xích chung 91, đặc biệt em đã lên xích mới cho bác về xài cho nó bền nhá. Đời này thì nó xài IC này, xài IC. Nó rất là chạy rất là bốc, xài IC rất là bốc. Thứ hai là lợi xăng, thứ ba là rất là bền luôn. Đấy, thắng xích còn hoạt động luôn cho anh em này. Hốc áng của nó nhá, còn nguyên zin luôn hết nhá. Đấy, logo Estin này, con này thì cắt cực kỳ phê. Ok, test nổ tiếng máy con TX4. Con này giá 2 triệu bao ship. Quá là mạnh luôn nhá. Bằng tì quá chất lượng luôn. Ok, con DX4 này giá 2 triệu bao phí ship đến tận nhà cho bác nhá. Con này trọng lượng tầm 5 cân thôi. Ok, tiếp theo con DX5. DX5 là một con máy công suất tầm cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Con này là công suất, con này đến từ thương hiệu của Sách Domain. Đấy, máy sản xuất tại Đức nhá. Rất là VIP luôn, con này thì cực kỳ VIP nhá. Con này là công suất của nó lên tới 52cc, 52cc. Cực kỳ mạnh luôn cho bác nhá. Các bác nào muốn mua con máy mà nòng đứng mà mạnh nhá, mà hàng chất lượng mà giá cả phải chăng, thì đây là một sự lựa chọn cho các bác suy ngẫm nhá. Con này thì Sách Domain cực kỳ VIP luôn. Chụp giật thì trợ lực cho bác này. Lam con này là lam 40, xích là xài xích 325. Xích này rất là phổ biến nhá. Xích này xài chung với xích 353. Ok, hàm rồng, hàm riêng rất là dày nhá. Đấy. Con này thì duy có điểm trừ của nó ấy, là cái bên bên phần ốp lam này. Thì vì nó là ốp lam của kim loại cho nên là nó bị bong một tí lớp sơn, nó trầy sơn này thôi. Còn cái là ốp này thì em để zin nhá, em không có sơn lại nhá. Sơn lại thì nó có vẻ đẹp hơn. Nhưng mà nó không đồng nhất với những cái màu của những cái phần vỏ của máy nhá. Nhìn nó rất là buồn cười. Đấy. Con này thì 45 nòng 45 ly, công suất lên tới 52cc cực kỳ mạnh. Bác thì cắt gỗ thì rất là sướng nhá, rất là mạnh luôn. Trọng lượng của con này tầm 6kg này. Ok, test nổ cho bác nhá. Ok, DX5 này giá 2.400.000, bao phí ship. Các bác có thể cảm nhận cái tiếng mạnh, sức mạnh của cái động cơ này nhá. Đó, cái truy cái chuông của nó hơi khô dầu tí. Em sẽ tra tí dầu vào. Nó sẽ bớt kêu rèng rèng đi. DX5 giá 2.400.000, bao phí ship cho mọi người nhá. Rồi DX6. DX6 này, DX6 là con đến từ DX6, DX7, DX8. Là ba con máy của thương hiệu Shinway nhá. Shinway Nhật Bản, thương hiệu số 1 của máy cưa Nhật Bản nhá. Đấy, bên này là toàn Đức thôi, bên này là bên Nhật Bản nhá. Đó, các bác có thể trải nghiệm luôn. Thì ba con này thì cái phân khúc mà gọi là đắt tiền nhá, phân khúc đắt tiền. Rồi bắt đầu con DX6 này, con Silway 346, con này 35cc, nòng 40 ly hệ khai thác nhá, hệ khai thác nhỏ. Con này các bác đi cắt vanh gỗ độ 150 đủ lại thoải mái luôn. Lam, con này lam 45, xích là xài xích 91 nhá, xích còn rất là dày, đẹp. Xích còn rất là dày, đẹp. Silway này. Con này nó có trợ lực nhá, có trợ lực. Ốp yếc của nó này, ốp yếc của nó là bằng kim loại hết nhá, rất là đẹp. Ok, trọng lượng con này chỉ là 5 cân rưỡi thôi. Test nổ cho các bác con số 6 này, giá 3 triệu bao ship nhá. Máy rất là êm, con số 6 này 3 triệu bao ship. Rồi, con số 7. Con số 7 này là một con huyền thoại luôn. Con huyền thoại mang tên Shinoa 380.
Con này thì rất được nhiều các bác ưa chuộng nhá. Con này 38cc nóng 40ml cực kỳ mạnh. Một cái hệ này thì nó chạy rất là bền và rất được ưa chuộng vì lý do. Thứ nhất là máy rất là nhẹ nhàng, hai ốc giữ lam luôn nhá. Thứ hai là máy cực kỳ mạnh nhá, nhẹ nhưng mà mạnh. Con này trọng lượng chỉ là 5 cân. Máy rất là mạnh nhá. Nó 38cc nóng 40ml vòng tua cực kỳ lớn luôn. Đấy, con này thì xài các bác bao các bác lợi xăng. Và thứ nhất, thứ hai là rất là bền luôn, rất là bền nhá. Đấy, DX7 này giá chỉ là 2,7 triệu bao phí ship. 2,7 triệu không có Shinhwa 380 nhá. Ok, em sẽ test cho các bác nghe tiếng máy con DX7 này này. Rất là giòn. Rồi, con cuối cùng ngày hôm nay, con DX8. DX8 này là con VIP nhất ngày hôm nay, con Shinhwa 395. Đời rất là mới luôn. Các bác nhìn con này máy thì đẹp xuất sắc luôn. Máy thì đẹp 90-95% luôn. Lam zin nhá. Lam con này lam 45, lam Shinhwa. Xích là xài xích chân 325 này. Xích chân 325 máy rất là đẹp. Đây. Shinhwa nhá, made in Japan này. Seri là 7345 nhá các bác nhá. Hàm dòng bô của nó nhá còn nguyên lớp sơn zin. Đấy, con này là xài nóng đứng. Con này nó tích hợp van xả áp này, tích hợp van xả áp nhá. Tích hợp van xả áp có hai ốc giữ lam. Hai ốc giữ lam. Đó. Con này thì duy điểm trừ của nó thì nó bị khi vận chuyển về Việt Nam thì nó xếp trên công xe thì nó chắc bị cái máy nào để vào nó bị xước chỗ tí này thì nó bị móp một tí đây nhá. Thì em có dán bằng dính đen vào thì cho nó nhìn nó đỡ kiểu vướng mắt hơn nhá. Đấy, thì còn chỗ này hoàn toàn là móp nhưng không phải là bị gãy nha các bác nhá. Các bác về các bác có thể tháo ra kiểm tra, các bác nào nhận hàng các bác có thể tháo ra kiểm tra ở đó. Ok. Con này có thích hợp van xả áp, con này là 40cc nóng 40ml nhưng trọng lượng của nó chỉ là 5 cân rưỡi thôi, rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt dòng này thì cắt thì cực kỳ mạnh luôn và rất là lợi xăng nhá. Rất là bền, phụ tùng thì quá là dễ dàng kiếm. Có DX8 này giá là 3 triệu bao phí ship cho bác nhá. Rồi, test đồ con cuối cùng ngày hôm nay cho bác này. Rất là êm. Rất là êm luôn. Rồi. Ok, con này bán anh em giá 3 triệu nhá. Rồi, bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng MC nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.